Xin chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là trưa nắng ngày thứ ba, ngày 12 tháng 3 2024 nha anh. Mình có hai tấm pin 200W áp cao. Hai tấm đó thì ra khoảng trong mạch thì khoảng 80V. Xin lỗi anh em. Hở mạch thì khoảng 80V nhưng mà vô trong mạch thì còn khoảng 7 mấy V. 7 mấy V ha. 7 mấy V là cũng đủ chạy con này rồi anh em. Hai tấm pin này 7 mấy V. Mà con này là nó chạy từ 70V, từ 70V cho tới 550V ha, 70 cho tới 550V. Nói chung là hai tấm nó đủ chạy con này rồi. Và hồi nãy giờ nó chạy rất là ổn định nha. Chỉ cần hai tấm pin 200W thôi nè. Hai tấm đó có 2 triệu 9 em bao ship luôn. Thấy không? Hai tấm 2 triệu 9 bao ship luôn. Em đưa vô con đây 3 kg này. Con này là hàng thanh lý nha mọi người. Anh em nhìn thì không có biết nó là hàng thanh lý đâu. Cứ tưởng nó là hàng mới 100% nhưng không phải nha, đây là hàng thanh lý của ông anh ở Tiền Giang này, ông mua mua của mình hồi Tết. Và con này cũng còn đang được bảo hành đến 5 năm nha mọi người. Bảo hành 5 năm nha. Ảnh mua của mình mới hồi Tết cách đây có 2 3 tháng thôi. Cho nên kể như là còn bảo hành 5 năm. Và thùng bọng là còn nguyên hết nè. Đây, miếng mũ còn nè. Wi-Fi, cái hộp đựng CT, cuốn sách và cái ray bắt lên tường. Thì ở đây ảnh gửi chỉ có thiếu cái bộ mà bắt máy lên tường là cái tắc kê sắt anh em. Bộ tắc kê sắt thì theo mình nghĩ là chắc là ảnh đóng lên tường nhà ảnh rồi. Cho nên ảnh không có gửi cho mình được. Cái đó không có gửi được, còn tất cả những thứ khác ví dụ như cái ray để bắt cái máy nè. Rồi cuốn sách nè. Rồi tất cả những phụ kiện là như mới hết nha, cái thùng cũng như mới luôn anh em. Ở cái thùng nè, anh em nhìn cái thùng. Thấy không? Như là hàng mới, không có vấn đề gì hết nha. Em nhắc lại là con này như là hàng mới, chưa hề dính bụi luôn. Anh mới mua em hôm Tết thôi. Thì anh mua cái con này là mới mua đây. Còn cái con Power 3,2 kg lúc nãy á, là mua cách đây cũng hơi lâu rồi. Anh chạy hai con này thì ảnh chắc cũng được vài ba tháng rồi, ảnh cảm thấy ảnh thích cái con lắc Power 6 kg CT ngoài mọi người. Cho nên ảnh liên hệ với mình hôm bữa ảnh đến tận nhà mình luôn, ảnh chở con lắc Power 6 kg về và ảnh đem hai con nhỏ này đến thanh lý lại. Thì con này á, cũng như những con khác hàng mà mới tinh như thế này á, thì em nhận thanh lý lại anh em mất 1 phần 3 chi phí, 1 phần 3 số tiền ha, em thu lại 2 phần 3, thu lại giá 2 phần 3 so với giá mới, anh em chịu lỗ 1 phần 3 á, em thường thường như vậy. Con này em thu anh này cũng vậy luôn đó. Thì hàng là như mới, cái này nếu mà em nói là hàng mới thì mọi người cũng không biết đâu. Đó, hàng như mới ha, con ốc mà để tiếp đất ảnh gắn vô sẵn rồi kìa. Rồi ở đây bấm MC4 nè, cộng dây bấm MC4 nè, anh cũng bấm sẵn luôn. Anh em mua thì mọi người sẽ mình sẽ gửi cho mọi người cái cộng dây này luôn ha. Cộng dây anh bấm MC4 sẵn luôn, anh gửi cho anh chúng ta cộng dây luôn nha. Không có cái CB đó nha anh em, cộng dây này thôi. Anh bấm sẵn rồi nè. Đó, và mình đang cho con máy chạy ổn định. Thì nhiều anh em vẫn chưa biết cái con này lắp như thế nào này kia thì mọi người coi những video thế này. Đó, hai cộng dây điện của điện điện lực vô nhà ông ta màu xanh nè. Hai cộng dây điện điện lực vô nhà. Người ta lấy ta CT ta kẹp ở đầu nguồn. Kẹp sao cho nó có hiệu quả, xây tới xây lui sao cho nó có hiệu quả thôi. Còn cái vấn đề con máy á, này, cái cổng quạt lưới của con máy nè. Con máy nó quạt lưới nè thì nó quạt vào ổ điện nhà ông ta ha. Rồi tải ông ta từ nhà đó ta rút ra ta xài. Thì vừa nhắc đến con này với con Power 3,2 kg anh đem tới thanh lý. Thì con Power 3,2 kg đã có chủ nhân rồi nè. Có anh kia mới gọi tới lấy. Thì nhắc lại về con này. Đó là Dayer 3 kg nha. Dayer 3 kg. Lắp được đến 3,8 kg pin mặt trời. Đầu ra của nó là tối đa là 3,3 kg. Và điện áp tấm pin là từ 70 tới 550V DC. Thì ở đây chúng ta sử dụng con này theo dạng bám tải không lưu trữ. Bám tải không lưu trữ. Bảo hành đến 5 năm, chính hãng tại Sài Gòn. Có hư hao gì anh em cứ liên hệ em sẽ liên hệ bảo hành cho mọi người. Chứ anh em đừng có gọi trực tiếp lên công ty nha. Dù là anh em biết công ty ở đâu, người nào, nhưng mà anh em đừng có gọi lên đó. Tại vì người ta rất là nhiều hàng hóa, mình gọi lên đó sẽ rất là phiền người ta. Cho nên anh em muốn bảo hành là gọi cho người bán, gọi cho mình. Gọi cho mình rồi mình mới liên hệ với trên đó. Mình gọi trên đó thì trên đó sẽ không có phiền. Lý do là trên đó phải nghe điện thoại của bên mình. Tại vì bên mình là đại lý bán hàng, bên đó là nhà phân phối, nó phải nghe điện thoại. Còn anh em là khách hàng, anh em đừng có gọi lên trên đó nha. Nhiều anh em biết hàng hóa này là công ty nào phát hành, cái anh em hư không chịu gọi cho mình mà gọi lên trên đó, người ta cảm thấy rất là phiền anh em. Tối ngày nghe điện thoại của khách quá nhiều, người ta không làm việc được, người ta cảm thấy khó chịu đó. Cho nên mọi người cứ gọi cho mình ha.
hiển nhiên là gọi nhiều quá thì mình cũng khó chịu nữa. Nhưng mà cái này là khách hàng của mình, khách hàng của mình thì hiển nhiên là mình phải nghe điện thoại và mình không có có vấn đề khó chịu đó ha. Chứ một ngày nghe mấy trăm cuộc điện thoại cũng nhiều khi cũng bị stress á, nhưng mà phải nghe tại vì này là khách của mình đó, đơn giản thế, khách người nào người đó lo. Ở công ty cái nhà phân phối á, mình là khách của nhà phân phối thì nhà phân phối phải phải nghe điện thoại của mình, còn anh em là khách của mình thì mình phải nghe điện thoại của anh em đó, như vậy ha. Đó thì em dùng hai tấm nãy đó em giới thiệu đó, đây hai tấm này em cho nó vô, cho nó vô cổng này, anh mình ổng bấm sẵn rồi, em đưa vô CT em kẹp đây, DC with em on rồi, đây cổng quạt lưới em đã kết nối, máy em đã cài bám tải rồi, còn wifi thì về nhà anh em cài lại nha, chứ wifi đó đâu có cài giùm được, tại vì wifi đó mỗi nhà mỗi cài khác nhau, đâu có cài giùm được anh em. Đó thì máy là em nhắc lại là cái con máy này là con máy như mới đó, em nói lại là như mới nha. Đó, nó không có vấn đề gì cả, nó như mới đó, anh mới mua em hồi Tết thôi, không bị trầy xước, không có bị gì hết, tất cả đều ok hết đó, thùng bọng là cũng như mới luôn. Em bán cho mọi người là 6 triệu rưỡi em bao ship nha, 6 triệu rưỡi bao ship, anh em nào nhanh tay thì lụm hàng như là con hàng mới, anh em đừng có sợ nó bị cũ hay gì hay là hàng cũ gì không có nha, đây là con hàng mới rồi. Thì bây giờ em nó đã ok nè, đã chạy hết tất cả rồi, thì con máy nó đang ăn cột điện lưới 11W nè mọi người, nó đang ăn cột điện lưới 11W thấy không đó, bây giờ nó đang ở ở chế độ chạy, nó ăn cột điện lưới 11W nè. Giờ mình cắm tải lên coi như thế nào ha. Thì ở đây em dùng cái tải rất là lớn ha, cái tải là cái ấm này, cái ấm này thì nó ăn đâu đó khoảng ký rưỡi điện á. Giờ chúng ta cắm vào và xem nó như thế nào nha. Cắm tải vào đó. Cắm tải vào thì cái tải nó sẽ ăn đâu đó nhiều lắm mọi người ha, cái tải này ăn tới 1 ký mấy điện đó. Thì điện mặt trời nó hỗ trợ nè, điện mặt trời đang hỗ trợ được 276W, mình quay gần cho mọi người xem nha. Đây đây đang chạy bình thường nè, điện mặt trời đang hỗ trợ 200 sáu mấy watt nè, 275W nè, anh em thấy không, 275W nè đó, 275W. Thì hai tấm pin này là hai tấm pin 400W nha, một tấm 200, hai tấm là 400, hai tấm là 400W nhưng mà nó hỗ trợ được 275W. Tại sao vậy anh em? Tại vì hiệu suất tấm pin là khoảng 80 mấy% thôi, hiệu suất tấm pin thường thường là 80 mấy%, chứ nó không phải là tấm pin 400W là nó ra được 400W, không có chuyện đó nha. Đó, tấm pin là khoảng 80 mấy% hiệu suất, tấm nào cũng vậy hết mọi người, dù là xịn cỡ nào thì nữa cũng 80 mấy% thôi, không có nữa, 80 mấy% hiệu suất. Và hiệu suất chuyển đổi của con này, ngoài ra hiệu suất chuyển đổi của con này không phải là 100% mà là 90 mấy% nữa, thì cái quá trình nó giảm 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 do hiệu suất của tấm pin, giảm do hiệu suất chuyển đổi của con máy, thì nó mới còn 270 mấy anh em, 400 mà ra 270 mấy, thì chúng ta có thể làm phép toán chia là 275 mà người ta chia cho 400 thì nó ra được 69%. Vậy là hiệu suất chuyển đổi từ ha 400W pin nè, 400W bit nha, 400W bit mà nó ra tới sử dụng luôn mất. Thứ nhất là hiệu suất chuyển đổi của con máy này, thứ hai là hiệu suất của tấm pin 8 mấy% là nó còn được là 69% đó, 69% nha nè. Thì đây là con số mà những hệ thống năng lượng mặt trời, dù là quạt lưới, dù là cái gì đi nữa cũng như vậy ha. Thường thường nếu mà pin nó chất lượng hơn thì nó có thể đạt 71-72%, 71-72%. Còn pin bình thường giống như pin Ursula nè, Ursula em không có nói là loại pin hàng đầu nha anh em, mà là loại pin bình thường đó, thì nó được 69% đó, 69% nha mọi người. Đây đang đẩy ra 275W nè, 271, 275, 250 mấy nè, nó cứ dao động khoảng 275 nè. Thì trời nắng rất là tốt nè, nắng rất là tốt, nắng tốt quá. Đấy thì nó khoảng 69-70% à, mình nhắc lại ha. Thứ nhất là nó mất hiệu suất do là tấm pin chỉ đạt 80 mấy%, thứ hai là mất hiệu suất do là hiệu suất chuyển đổi của con này, chuyển đổi từ DC qua AC anh em, người ta gọi là hiệu suất chuyển đổi khoảng 9 mấy% á, thì nó ra được là 69%, anh em làm tròn cho nó 70%. Ở thì lúc nào cũng vậy ha, chứ không phải là nó ra 400W pin là ra 400W, không có chuyện đó nha. Đó thì hiện tại cái con này nè, nó là nó nuốt khoảng 1,5 ký 1,6 ký điện, nhưng mà bây giờ nó đang nuốt điện lưới khoảng ký 2 nè, nút điện lưới ký 2 nè, còn khoảng gần 300W là cái con inverter của chúng ta đang hỗ trợ rồi, inverter hỗ trợ rồi. Nếu mà chúng ta có điều kiện, chúng ta gắn nhiều pin mặt trời hơn, chúng ta chơi đại một chục tấm này đi, một chục tấm này đi đó, hoặc là 15 tấm này đi đó, hoặc là 17 18 tấm này, tại vì con này lắp được tới 3 ký 8 pin, anh em có thể lắp 19 tấm này nè, 19 tấm pin này vào con máy này, thì bây giờ là không bao giờ có lấy điện lưới đâu,
cái này là không bao giờ lấy điện lưới đâu. Ở đây là tại vì mình lắp có hai tấm thôi, cho nên là cái ấm đun sôi này nó ăn nhiều quá, cho nên là phải lấy của điện lưới một mớ ha. Thì về anh em có thể suy nghĩ có điều kiện chúng ta lắp nhiều pin lên. Đấy, đó là những cái con bám tải là nó như vậy ha. Nhiều anh em chưa hiểu cái vấn đề bám tải là như nào thì em cũng nhằm nói cho mọi người biết rõ luôn ha. Đó, nó sẽ hỗ trợ tải, nó ra được bao nhiêu nó hỗ trợ bấy nhiêu, nó ra hết công suất của nó mà vẫn còn thiếu thì nó lấy lưới. Đấy. Thôi em xin chào anh em nhé. Con này em thanh lý 6,5 triệu bao ship này. Nào liên hệ thì liên hệ, hàng là mới tinh như mới. Anh em là nhanh tay còn hay chậm tay hết nha. Chứ còn mà chỉ có một con duy nhất thôi, mọi người đừng trách em là sao không để lại cho mọi người này kia. Đó, tất cả anh em xem trên kênh là công bằng hết. Bạn nào mà liên hệ trước thì sẽ lấy trước. Đó, con bố bà kia hai nãy có người lấy rồi. Còn con này thì em đăng video lên, hy vọng anh em sẽ lấy sớm nha.